Chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài học với Duolingo. Chúng ta bấm like chat sẽ có 10 điểm kinh nghiệm. Hey, that's impossible. That's impossible. Hey, that's impossible. Impossible là không thể. Chúng ta sẽ dịch. Hey, слушай, это невозможно. Điều đó là không thể. Hey, that's impossible. Слушай, это невозможно. Hey, that's impossible. Слушай, это невозможно. Điều đó là không thể. I haven't climbed the Everest yet. Chúng ta có câu I haven't climbed Everest yet. Tớ còn chưa trèo lên trên đỉnh núi Everest. Я еще не залезала на гору Эверест. My mom is smarter than my dad. My mom is smarter than my dad. Mẹ tôi thông minh hơn bố tôi. My mom is smarter than my dad. My mom is smarter than my dad. Моя мама умнее, чем мой папа. Maxime hasn't told you everything yet. Maxime còn chưa kể cho cậu nghe. Everything. Maxime еще не рассказал тебе всего. Всего. Everything yet. Yet, đó là еще не. Maxime hasn't taught you everything yet. We have climbed Mount Everest before. Oh, trước đây chúng tôi cũng đã leo lên đỉnh núi Everest. Oh, we have climbed Mount Everest before. Oh, мы залезали на гору Эверест. Oh, мы залезали, là có đã trèo lên на гору Эверест раньше. Раньше là before. Have you been to Paris before? Chúng ta có thể before. Have you been to Paris before? Trước đây cậu đã đến Paris chưa? Tu был в Париже раньше. Oh, мы залезли на гору Эверест раньше. Oh, we have climbed Mount Everest before. Before. That's impossible. You didn't meet Picasso last year. You didn't meet Picasso last year. Điều đó là không thể được. Cậu không thể nào mà gặp Picasso trong năm ngoái được. Это невозможно. Ты не встречал Picasso в прошлом году. Điều đó là không thể được. Это невозможно. Ты не встречал. You didn't meet. Cậu không thể gặp Picasso. В прошлом году. Picasso. Tiếng Anh là Picasso. Tiếng Anh là Picasso. Sorry. Your girlfriend is definitely. Несомненно, умнее, чем ты. Smarter. Несомненно, smarter là умнее, than ты là, прости, xin lỗi, твоя девушка, cái cô gái của cậu, bạn gái của cậu, несомненно là lẽ dĩ nhiên, умнее, чем ты là thông minh hơn cậu. Мы работали много, поэтому офис открыт поздно. We work a lot, so the office is open late. Мы работаем много, chúng tôi làm việc nhiều.
Поэтому офис открыт поздно, cho nên là văn phòng mở cửa muộn. So the office is open late. Mai doar de is. Umie ce mie. Sma. Then. Then me. My daughter is smarter than me. Smarter. Smarter than me. Con gái của tôi thông minh hơn tôi. Smarter. À, đây chúng ta thiếu một chữ sợ. Smarter. I haven't finished university yet. I haven't finished university yet. Tôi còn chưa tốt nghiệp đại học. Well, my sister is smart. Ну да, моя сестра умная. Вот. Есть. Oh, well, yes. А, chúng ta bỏ mất chữ yes. Chúng ta xem tiếp. Мой новый сосед по квартире встает поздно. Встает поздно. My roommate. Gets up late. My roommate get up. Новый. New. My new roommate get up early. Oh yeah, late. Ну да, моя сестра умная. Well, yes. My sister is smart. Vậy là chúng ta đã làm xong bài học ngày hôm nay. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta thấy các câu rất là dễ, cho nên là chúng ta làm khá là nhanh. Bài ngày hôm nay là bài 1424. Đây, tức là ngày thứ 1424. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong bài học vào ngày mai. Спасибо, до свидания.